Everybody. Vâng, cô chào em ạ. À. Guys, welcome to my live stream tonight. I hope you guys gonna enjoy it. Hello, Miss Nhung. Hello. Hello. Rồi, mình tiếp tục dịch tiếp cái chương thứ hai. Chương thứ hai hôm trước là keeping the love tank full. Là hãy giữ cho cái bình chứa tình yêu được đầy nhá, được lấp đầy, hoặc là được đong đầy. Rồi mình tiếp tục bạn các bạn nha. The emotional need for love, however, is not simply a childhood phenomenon. That need follows us into adulthood and into marriage. Yeah. Rồi, cái nhu cầu về cảm xúc của tình yêu á, có nghĩa là cái nhu cầu được yêu, nhu cầu về tình yêu á. Tuy nhiên cái nhu cầu của tình yêu này thì nó không đơn giản là một cái hiện tượng của trẻ con. Có nghĩa là không chỉ trẻ con mới có một cái hiện tượng là mới cần được cái đáp ứng nhu cầu cảm xúc, đúng không? That need là cái nhu cầu đó sẽ theo chúng ta cho tới khi adulthood, là ở cái tuổi mà chúng ta trưởng thành rồi ấy, và theo chúng ta vào trong hôn nhân luôn. And into marriage, they're in love, experience temporarily meets that need, but it is inevitably a quick fix. And thì cái trải nghiệm mà yêu á, trải nghiệm yêu đó ấy, thì cái trải nghiệm mà chúng ta chìm đắm trong tình yêu ấy mọi người, thì tạm thời, temporarily có nghĩa là tạm thời, meets that need, tạm thời là đáp ứng cái nhu cầu về cảm xúc của chúng ta các bạn ha. But it is inevitably a quick fix. Nhưng mà nó, chúng ta có từ inevitably, có nghĩa là chắc chắn. Nhưng mà nó chắc chắn chỉ là một cái quick fix. Là một cái gọi là một cái sửa, là một cái việc sửa chữa nhanh chóng thôi ha. As we shall learn later, has a limited and predictable lifespan. Và chúng ta sẽ tìm hiểu sau và tìm hiểu tiếp theo nữa. Thì cái trải nghiệm tình yêu mà chúng ta sẽ gặp á, lúc mà chúng ta trưởng thành hoặc là bước vào hôn nhân á, thì có một cái lifespan, là có một cái vòng đời. Lifespan là vòng đời mọi người ha. Có một cái vòng đời nó hạn chế thôi và nó đoán được. Predictable. Predictable là có thể đoán được hoặc là dễ đoán. Limited có nghĩa là có giới hạn, hoặc có nghĩa là một cái hạn chừng nào đấy thôi. After we come down from the high of the in love obsession, the emotional need for love resurfaces because it is fundamental to our nature.
It is at the center of our emotional desires. We needed love before we fell in love, and we will need it as long as we live. Cô đang ở Mỹ à? Anh yêu, cô đang ở Việt Nam. Đang ở Đà Nẵng, Việt Nam. Dạ vâng, cô cảm ơn ạ, à. Giọng cô hay quá. Alright, rồi. Sau khi mà chúng ta come down from the high of the in love, có nghĩa là những cái cảm xúc mà kiểu cao trào, dâng trào của cái tình yêu đó đi qua ha. Cảm xúc dâng trào của cái obsession ha. Tự nhiên quên cái từ obsession rồi mọi người. Obsession là gì ta mọi người? Trời. Tự nhiên từ obsession mình bị dính với cái từ possession. À đúng rồi, ám ảnh. Ám ảnh rồi. Thi thoảng đầu mình sẽ có những cái lỗ hổng đấy, kiểu đấy mọi người. Rồi. Emotional có nghĩa là liên quan đến cảm xúc nha. Sau khi chúng ta đi xuống từ cái độ cao của sự ám ảnh tình yêu thì mình sẽ dịch là sau khi những cái sự cao trào của cái việc ám ảnh tình yêu đấy là nó đi xuống, nó dần hạ nhiệt ấy, thì cái emotional need là cái nhu cầu về cảm xúc dành cho tình yêu của chúng ta. Mình có một từ là resurface. Chúng ta đây. Thường á thì từ này nếu mà không có chữ re, chỉ là surface thôi, thì có nghĩa là trên cái bề mặt đúng không? Trên bề mặt đúng không? Vậy thì resurfaces có nghĩa là trồi lên lại hoặc là nổi lên lại bạn nhé. Vậy thì cái nhu cầu cảm xúc về tình yêu nó lại trồi lên lại, có nghĩa khi mà những cái cao trào trong tình yêu của chúng ta đi qua ấy, thì cái nhu cầu cảm xúc về tình yêu nó lại trồi lên lại, nó là nổi lên lại, bởi vì thật ra ấy, nó là cái gốc rễ của chúng ta mà, gốc rễ của bản chất con người mà ha. Bởi vì là đó là cái trung tâm của cái nhu cầu cảm xúc của bạn mà. Nhu cầu được yêu ấy, nhu cầu được yêu là cái nhu cầu mà nó là trung tâm của những cái nhu cầu cảm xúc của chúng ta. Thật ra ấy là chúng ta cần tình yêu trước khi mà chúng ta yêu đương rồi, và thậm chí là chúng ta cũng sẽ cần nó, mà miễn là chúng ta còn sống thì chúng ta còn cần nó, có nghĩa là thế đấy mọi người, chứ không phải chỉ là yêu các kiểu ha. The need to feel loved by one's spouse is at the heart of marital desires. A man said to me recently, "What good in the house, the cars, the place at the beach, or any of the rest of it if your wife doesn't love you?" Do you understand what he was really saying? More than anything, I want to be loved by my wife. Material things are no replacement for human emotional love. A wife says, "He ignores me all day long and then wants to charm in bed with me. I hate it." She is not a wife who hates sex. She is not a wife desperately pleading for emotional love. Rồi. Cái nhu cầu mà được yêu thương bởi cái người phối ngẫu của mình nha mọi người. Spouse có nghĩa là người phối ngẫu ha. Chậm chậm thì cô ơi. À không, mình dịch lại, còn mình còn đọc nữa mà. Cái nhu cầu mà được yêu thương bởi cái người phối ngẫu có nghĩa là người bạn đời của mình, hoặc là vợ chồng, vợ hoặc chồng. Là at the heart, là cái trung tâm. Là cái trung tâm của cái mong muốn trong hôn nhân, những cái khát khao trong hôn nhân mọi người nhé. Có một người đàn ông đã gần đây đã nói với tôi rằng
Có nhà thì có gì tốt chứ? Có xe thì có gì tốt chứ? À, có một nơi ở bãi biển thì có gì tốt chứ? Hoặc là có bất cứ thì có bất cứ sự nghỉ ngơi, bất cứ sự nghỉ ngơi nào là tốt chứ? Chả có gì tốt cả nếu như mà vợ bạn không có yêu bạn. Oh, bạn có đang hiểu là anh ấy đang nói gì không? Anh ấy nói là hơn tất cả mọi thứ tôi chỉ muốn được yêu bởi vợ tôi ha. Và hơn tất cả mọi thứ tôi chỉ muốn vợ tôi yêu tôi thôi. Material things là những cái thứ vật chất thì không phải là is are no replacement for human. Những cái thứ vật chất thì không phải là sự thay thế cho con người. Mà là emotional love, là cái tình yêu cảm xúc. Sáng mai chị có live không ạ? Dạ không, sáng mai mình dạy rồi. Còn người vợ thì nói, a wife says, he ignores me all day long, and then wants to chum in bed with me, I hate it. Còn vợ thì nói là, vợ của cái anh hồi nãy thì nói là, trời ơi, anh ý lơ tôi cả ngày dài, có nghĩa là anh ý ignore có nghĩa là bỏ qua này, hoặc là lơ là này, rồi hoặc là kiểu như bỏ mặc này nhé, bỏ qua này, lơ là này, hoặc là bỏ mặc, thì mình có chữ ignore các bạn nha. Trời ơi, chồng tôi anh ý bỏ mặc tôi cả ngày dài luôn á. Bỏ mặc thôi cả ngày dài luôn. Và rồi buổi tối thì lại muốn nhảy lên giường với tôi. Thật sự là tôi rất là ghét điều đấy ha. Tôi rất là ghét điều đấy. Cô có tài liệu ôn chuyên anh không ạ? Hiện tại thì không bạn ạ. Sắp tới cô làm nhưng hiện tại thì không. Thật ra, she is not a wife who hates sex. She is a wife desperately pleading for emotional love. Thật ra bà ý không phải, hoặc là cô ý không phải là người vợ ghét cái chuyện mà chăn gối với chồng đâu, mà cô ý là một người vợ desperately. Desperately là bằng với từ extremely, có nghĩa là cực kỳ. Pleading for, mọi người ơi, Plead là một cái từ của xe Advance, tớ không nhớ là C1 hay C2 gì nữa. Plead có nghĩa là cầu xin một cái gì đó, hoặc là khao khát cầu xin một cái gì đó mọi người nhá. Cầu xin, nài xin một thứ gì đó ha. Vậy thì cô ấy không phải là một người vợ mà ghét cái chuyện đó với chồng đâu, mà cô ý là một người vợ cực kỳ khao khát, hoặc là cực kỳ muốn cái tình yêu về mặt cảm xúc, có nghĩa là được yêu thương về mặt cảm xúc ấy mọi người. Đó. Thì chồng thì bảo là chỉ cần có vật chất là vợ vui rồi. Còn phụ nữ thì người ta cần về mặt cảm xúc nữa. Something in our nature cries out to be loved by another. Isolation is devastating to human psyche. That is why solitary confinement is considered the cruelest of punishments. At the heart of mankind's existence is the desire to be intimate and to be loved by another. Có một thứ gì đó trong cái bản chất của chúng ta, nature là bản chất của chúng ta. Cries out có nghĩa là gào thét, khóc gào để được yêu thương bởi người khác. Isolation là sự cô đơn này, sự cô lập này, sự đơn độc này mọi người ạ. Isolation và isolation là sự cô đơn, sự đơn độc ấy. Đó, thì là sự cô đơn hoặc là sự đơn độc thì sẽ devastating. Cái từ devastate là bằng destroy. Devastating là bằng với chữ destroy mọi người nhé. Rồi
Isolation is devastating to the human psyche. Psyche có nghĩa là linh hồn hoặc là tâm hồn mọi người ạ, tâm hồn hoặc là linh hồn ha. Vậy thì chúng ta có một câu rất là hay là cái sự đơn độc đang phá hủy cái tâm hồn hoặc cái linh hồn của nhân loại. Destroy là phá hủy bạn ạ. Destroy là phá hủy. Và devastate là cái từ C1. C1 rồi, đúng rồi. Devastate là cái từ của formal ha, bằng với chữ phá hủy này. Và destroy nhá. Rồi, vậy thì cái sự cô độc đang phá hủy cái linh hồn của nhân loại. Và đó là cái lý do tại sao chúng ta có solitary confinement. Đây là một cái từ ở trong trong topic crime, topic tội phạm trong IELTS writing mọi người nhé. IELTS writing hay ra cái về tội phạm này. Vậy thì solitary confinement có nghĩa là đi tù ấy, sự phạt tù hoặc là sự giam cầm. Còn solitary có nghĩa là ngày mai cô có live không cô? Dạ có ạ. Solitary có nghĩa là kiểu ra một mình nhá. Thì cái từ này có trong IELTS writing mọi người ha. Vậy thì solitary confinement có nghĩa là biệt giam. Biệt giam ha. Rồi. Và đó là cái lý do tại sao biệt giam được xem như là cái sự độc ác hoặc là cái sự tàn nhẫn nhất của mọi hình phạt, của các hình phạt. Có nghĩa là bị tống giam một mình thôi á. Người ta gọi là biệt giam ha. Giam riêng một mình á. Alright. Sao cô nhớ nhiều được từ vựng ạ? Mình có những từ mà mình không ấy thì mình tra bạn á, bạn nhá. Mình tra cho mòn mắt đấy. Mình cũng chỉ là người bình thường, rốt, xấu xấu bận thôi. Tra đi tra lại, không tra thì nhớ. Nhớ đi nhớ lại, nhớ quên rồi tra lại các kiểu. Khi nào cô thi IELTS lại ạ? Tầm tháng 1 ấy. Phải thi lại chứ, nhục quá mà. Nhục. Để mình có mở lớp ạ, mình mở lớp cho các lớp của mình, lớp pre-IELTS đi vào ổn định tí là mình thi lại liền. Mình cắp mông lên thi lại liền. Ok, tiếp nào. At the heart of humankind's existence is the desire to be intimate and to be loved by another. Trong trái tim hoặc là at the heart có nghĩa là ở cái trung tâm ha. Ở chỗ trung tâm. Cô có dạy IELTS dạ? Dạ có ạ. Mình chuẩn bị mở lớp IELTS từ 0 đến 5 chấm trong vòng 8 tháng ấy mọi người. Và để cho lớp IELTS ổn một tí, ở các lớp ở trên trường mình ổn tí mình thi lại. Phải thi lại chứ nhục quá mà. Rồi, tiếp nào. Cái trung tâm hoặc là cái chính của cái sự tồn tại của nhân loại mình này, hoặc là cái trái tim của nhân loại mình này, là luôn là khát khao được thân mật và được yêu thương bởi người khác nhá, bởi yêu thương để người khác. Ơi mình để mình lục lại rồi mình recommend nhé. Rồi, vậy thì marriage is designed to meet that need for intimacy and love. Và hôn nhân được thiết kế để đáp ứng cái nhu cầu thân mật và nhu cầu yêu thương đó. Ha. Nào recommend cô Xavier đây nhé. Ok luôn. Okay. That is why the ancient biblical writing spoke
of Spocker, the husband and wife, becoming one flesh. That did not mean that individuals would lose their identity. It meant that they would enter into each other's lives in a deep and intimate way. Làm sao để nói speaking được ý ạ? Để mình dịch nhá. Làm sao để nói speaking được hả? Practice thôi bạn ạ. Practice. Thì cần phải học các thì rồi các sự kết hợp với các thì các kiểu nữa. Đó là một quá trình các bạn ạ. Ví dụ các bạn nói như hỏi mình một cái câu hỏi trên livestream, nếu như mình trả lời qua loa cho ấy thì mình cảm thấy có lỗi với các bạn. Đó, mình chỉ trả lời được là muốn nói tốt hay là muốn học một cái gì tốt. Đó là một cái quá trình dài kiểu đấy ấy. Rồi tiếp mọi người này. Và đó là lý do tại sao ancient có nghĩa là cổ mọi người nha. Ancient là cổ ha. Biblical là thuộc về cái gì mọi người biết không? Biblical, cái từ này nếu như ai đó đã xem mình dịch cái cuốn Being in Love của Osho, tựa đề tiếng Việt là yêu á, thì mọi người sẽ thấy là từ này có nghĩa là thuộc về kinh thánh nha, thuộc về kinh thánh. Đó. Thì các tài liệu các writings là các tài liệu ha. Thì những cái tài liệu mà thuộc về kinh thánh cổ ấy thì nói rằng chồng và vợ sẽ trở thành one flesh. Flesh này là thịt, one flesh này là một thịt hả? À không. Người ta nói rằng cái tài liệu kinh thánh cổ này tài liệu kinh thánh thuộc về kinh thánh cổ này nói rằng chồng và vợ á thì sẽ trở thành một, nó sẽ trở thành một thể mọi người nhé. Cô có dạy từ vỡ lòng không? Ừ, mình dạy IELTS từ không chấm mà, từ không biết gì, từ gọi là không biết gì cả đến 5 chấm mà. Như thế mình mới dạy trong 8 tháng chứ. Mình làm cam, em làm cam được 6 chấm thì thi thật có được 6 chấm không? Cô tùy ạ. Mình làm cam được 8.5 mà thi được có 6.5 nè. Ok. Như vậy học phí bao nhiêu ạ? Bạn có thể inbox cho mình ha. Rồi. Và tài liệu kinh thánh cổ thì nói rằng chồng và vợ sẽ trở thành một ha. That did not mean that individuals would lose their identity. Thì cái ý nghĩa của cái câu là thành một thể đấy, nó không có nghĩa rằng những cái người khác nhau sẽ những cái cá nhân khác nhau thì sẽ mất đi cái đặc tính riêng của họ, mất đi cái bản thể riêng của họ. Ha, không phải thế. Mà cái câu mà trở thành một có nghĩa là họ, vợ và chồng sẽ bước vào cái cuộc sống của nhau trong một cái cách mà sâu sắc và thân mật. Mọi người ạ, theo một cái cách sâu sắc và thân mật. The New Testament writers challenge both the husband and the wife to love each other. Rồi, The New Testament. Nếu như có ai đã từng đọc quyển cái gì của Nguyên Phong ta. Sorry mọi người, hôm nay mình làm việc mười mấy tiếng rồi mình bị lag rồi. Nhớ rồi. Nếu như mọi người đọc cái quyển Muôn Kiếp Nhân Sinh. Đúng rồi, chờ mọi người trong kênh của mình chỉnh thật đó. Đúng rồi, nếu như mọi người đọc cái quyển sách Muôn Kiếp Nhân Sinh, quyển 1, quyển 2 á, thì mọi người sẽ thấy là trong cái quyển Muôn Kiếp Nhân Sinh đó, tác giả Nguyên Phong có nhắc đến cái này. Cái này là Kinh Tân Ước, mọi người ạ. Cái này là Kinh Tân Ước. Vậy thì các nhà văn của Kinh Tân Ước đã thách thức cả vợ và chồng yêu nhau. Đã tạo ra một cái thách thức, đã tạo ra một cái challenge để làm cho cả vợ và chồng yêu nhau. From Plato to Peg, từ Plato đến Peg, writers, các nhà văn đã.
have emphasized the importance of love in marriage. Đã emphasize là đã nhấn mạnh hoặc là đã nhấn mạnh cái tầm quan trọng của tình yêu ở trong hôn nhân. Đó. But love is important. It is also elusive. I have listened to many married couples share their secret pain. Some came to me because the inner ache had become unbearable. Others came because they realized that their behavior patterns or misbehavior of their spouse was destroying the marriage. Some came simply to inform me that they no longer wanted to be married. Their dreams of living happily ever after had been dashed against the hard walls of reality. Again and again, I have heard the words, "Our love is gone, our relationship is dead. We used to feel close, but not now. We no longer enjoy being with each other. We don't meet each other's needs." Their stories bear testimony that adults as well as children have love tanks. Ui, đoạn này hay thế. Rồi, mình dịch ha. Nhưng mà if love is important, it is also elusive. Nhưng mà nếu như tình yêu là quan trọng như thế trong hôn nhân ấy, thì tình yêu cũng elusive, là cũng kiểu khó nắm bắt đấy mọi người. Nhá, nếu như người ta nói là các tác giả hoặc là các nhà văn các kiểu, mọi người đều nói rằng cái kinh Tân Ước đấy đều nói rằng tình yêu nó quan trọng trong hôn nhân, vậy thì nó cũng rất là khó nắm bắt. I have listened to many married couples share their secret pain. Tôi đã nghe rất là nhiều các cặp đôi cưới nhau, các cặp đôi mà đã kết hôn rồi ấy, chia sẻ những cái nỗi đau thầm kín của họ. Some came to me because the inner ache had become unbearable. Một vài người đến với tôi là bởi vì inner là bên trong hoặc là tận đáy bên trong ấy. Ache có nghĩa là nỗi đau mọi người nhá. Đó là vì sao mình có chữ headache là đau đầu nè. Đó, tooth là răng, thì toothache là đau răng nè. Đó, vậy thì một số người đến với tôi bởi vì cái nỗi đau ở tận cùng phía trong của họ ấy đã trở nên không thể unbearable, là không thể chịu đựng nổi rồi. Unbearable là không thể chịu đựng nổi. Others came because they realized that their behavior patterns or the misbehavior of their spouse was destroying the marriage. Và những người khác đến với tôi ấy bởi vì là họ nhận ra rằng cái behavior patterns Ê bé Thư, hello bé Thư. Rồi, một số người đến với tôi bởi vì họ nhận ra ấy là cái behavior patterns. Hôm trước tớ dạy cho tớ nói cho mọi người là patterns có nghĩa là một cái khuôn mẫu nào đó, một cái hình mẫu nào đó đã có từ trước đến nay, đúng không? Vậy thì cái khuôn mẫu hành vi, behavior là hành vi ha, thì cái khuôn mẫu hành vi của họ hoặc là cái việc mà cư xử không đúng đắn của vợ hoặc là chồng họ ha, đã phá hoại cái cuộc hôn nhân của họ nhá. Some came simply to inform me that they no longer wanted to be married. Một số cặp á, thì đến với tôi đơn giản là để inform có nghĩa là thông báo ha, inform có nghĩa là thông báo. Một số cặp á, đến với tôi chỉ đơn giản là để thông báo với tôi rằng họ không còn muốn tiếp tục cái cuộc hôn nhân đấy nữa. They no longer wanted to be married.
Their dreams of living happily after ever had been dashed against the hard walls of reality. Câu này rất là hay luôn mọi người. Cái ước mơ của họ về việc sống hạnh phúc mãi mãi về sau ấy thì đã bị dashed against. Cho em hỏi quyển sách này tên gì vậy ạ? Dạ, sách này tên là Five Love Languages. Five Love Languages, 5 ngôn ngữ tình yêu. Ha. Mình in trên mạng về rồi mình dịch cho mọi người ấy. Còn nếu bạn muốn mua thì hình như trên Amazon có đấy. Hình như ở Việt Nam không bán ấy. bạn có muốn mua hả? Mình có file PDF nè, mình bán cho bạn với giá 10 tỷ. Mình đố đấy, mình tải trên mạng về, bạn chỉ cần lên mạng tải về là được. Còn không thì mình bán cho bạn giá 10 tỷ nhá. Ok. Cái giấc mơ về việc mà sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau ấy đã bị dashed again. Mọi người. Từ này này. Ok. Có nghĩa từ dash có nghĩa là cái gì? Là va mạnh vào một cái gì đó ha, bị va mạnh vào một cái gì đó. Against có nghĩa là bị va mạnh lại ha. Thì cái này là ở dạng bị động. Bị động. Rồi mình sẽ dịch từng chữ rồi mình sẽ dịch toàn bộ một câu ha. Dash là bị va mạnh này. Against, dash again là bị va mạnh, bị quật lại này. The hard words là một cái bức tường rất là khó khăn này, bức tường rất là kiểu trần trụi khó khăn này. Of reality, của hiện thực mọi người ha. Ok. Xin lịch lại 10 giờ thứ hai đến thứ bảy ạ. Okay. Vậy thì cái giấc mơ của cái việc giấc mơ là sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời của họ ấy đã bị cái bức tường phũ phàng của hiện thực dội lại rồi. Đã bị cái bức tường rất là khó khăn của hiện thực đã bị dội lại rồi ha. Đã bị quật dọa lại rồi. Again and again, I have heard the words, our love is gone, our relationship is dead, we used to feel close but not now. Again and again, ngày qua ngày này, rồi lặp đi lặp lại này, đó, thì chúng ta có từ again and again. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tôi đã nghe những cái câu như là tình yêu của chúng tôi đã mất rồi. Cái mối tình yêu của chúng tôi đã biến mất rồi ha. Tình yêu của chúng tôi đã chết rồi. Cái mối quan hệ của chúng tôi đã chết rồi. Kiểu đấy. Chúng tôi đã từng cảm thấy gần gũi với nhau, thân mật với nhau, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa. Chúng tôi we no longer enjoy being with each other. Chúng tôi không còn cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh nhau nữa. We don't meet each other's needs. Chúng tôi không còn đáp ứng được những cái nhu cầu của nhau nữa. Ha. Their stories bear testimony. Testimony. Từ. Test. Mình ghi lại phiên âm cái. Test. T. M. Đi đúng rồi. Đúng rồi. Ha. Thì their stories bear testimony that adults as well as children have loved things. Thì những cái câu chuyện đó, những câu chuyện của họ đấy bear testimony. Bear testimony có nghĩa là chứng thực. Phát âm ngắt quãng nhỉ? Dạ, tại mình còn rốt đấy ạ. Rồi, testimony có nghĩa là một cái sự chứng thực ha. Nếu như đây là đang dịch ở tòa ấy, thì có nghĩa là làm chứng, sự chứng nhận hoặc là lời chứng nhận của một ai đó các bạn nha, hoặc là một cái bản gì chứng nhận. Vậy thì bear testimony có nghĩa là làm chứng cho việc ha. Hoặc là chứng nhận cho việc, hoặc là làm chứng cho việc. Cho mình uống nước đã nhá.
Rồi. Vậy thì những cái câu chuyện của họ ấy mà tôi được nghe ấy, thì chứng nhận cho cái việc là cả trẻ con lẫn người lớn đó đều có những cái bình chứa tình yêu mà cần phải phải được đong đầy nha mọi người. Thank you, meo meo. Cô chào em ạ. Could it be that deep inside hurting couples exists an invisible emotional love tank with its gauge on empty? Could the misbehavior, withdrawal, harsh words, and critical spirit occur because of that empty tank? If we could find a way to fill it, could the marriage be reborn? With a full tank, could couples be able to create an emotional climate where it is possible to discuss differences and resolve conflicts? Could that tank be the key that makes marriage work? No. Cô ơi, đến lúc dịch cô có thể đọc lại câu tiếng Anh xong dịch từng câu được chứ ạ? Được chứ ạ? Từ nãy giờ cô đều làm thế à? Nào mà cô không làm thế thì bạn gõ gõ cốc cốc dùng cô nha. Elusive. Elusive có nghĩa là khó nắm bắt. Khó nắm bắt ha. Hồi nãy đó, tình yêu là một cái thứ rất là quan trọng nhưng mà nó cũng khó nắm bắt lắm luôn. Kiểu đấy. Dạ, dạ vâng ạ. Mình sẽ làm thế, yên tâm. Cô dịch theo đoạn. Ok, cảm ơn bạn đã nhắc nhở ạ. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Trân trọng. Rồi. Could it be that deep inside hurting couples. Từ này đừng đọc là hurt các bạn nha. Từ này là hurt là bị thương, bị tổn thương ấy. Hoặc là hurt động từ là làm đau ai đấy. Inside hurting couples exists an invisible emotional love tank with its gauge on empty. Có thể nào không? Hoặc là có thể mà trong có thể nào không khi mà chúng ta có từ deep. Deep là tận sâu nha. Inside là bên trong ha. Chúng ta có từ hurting couples. Hurting couples có nghĩa là hurting couples có nghĩa là một cái cặp đôi mà đang bị tổn thương ấy. Exist là tồn tại. Rồi invisible có nghĩa là không nhìn thấy được hay còn gọi là vô hình đấy mọi người. Kiểu tàng hình đấy mọi người. Đó. Rồi emotional love tank with its gauge. Gauge có nghĩa là cái lượng hoặc là cái mức. Cái từ gauge này bằng chữ level ấy mọi người. Cái lượng hoặc là cái mức ha. Vậy thì có thể nào bên tận cùng bên trong ha, tận cùng bên trong của những cái cặp đôi mà đang bị tổn thương ấy có tồn tại một cái bình chứa cảm xúc tình yêu vô hình mà bị trống rỗng không? Could the misbehavior, withdrawal, harsh words, and critical spirit occur because of that empty tank? Mình hiểu đoạn này rồi. Có nghĩa là cái câu này có nghĩa là có phải là những cặp đôi tổn thương á hoặc các kiểu thì có phải là vì cái love tank của họ ấy, cái emotional love tank là cái bình chứa cảm xúc tình yêu ở trong họ ấy nó bị trống rỗng, nó không có được lấp đầy bởi đối phương hoặc là không được lấp đầy từ bé tới lớn, có những cái tổn thương sâu sắc các kiểu mọi người ạ. Alright. Có thể không, có thể nào là những cái
cái misbehavior ấy. Misbehavior có nghĩa là những cái hành vi sai trái hoặc là những cái cư xử không đúng đắn này. Withdrawal là cái sự rút lui này. Rồi những cái harsh words. Mọi người ơi, cái từ harsh words có nghĩa là những cái lời khó nghe hoặc là những cái từ ngữ khó nghe đấy mọi người. Rồi critical spirit. À, critical có nghĩa là chê bai đấy mọi người, phê bình, chê bai. À, spirit có nghĩa là cái tâm hồn, cái tâm tư, cái tâm hồn lúc nào cũng cái tâm hồn mà phê bình, chê bai người khác ấy mọi người. Tâm hồn thì không đúng, tinh thần đi ha. Cái tinh thần mà cứ chê bai, tinh thần phê phán người khác ấy mọi người. À, rồi, vậy thì có phải là có thể không khi những cái hành vi sai trái này, những cái sự không màng với nhau, cái sự rút lui này, những cái lời nói cay độc, độc địa này, và cái tinh thần mà lúc nào cũng muốn phê bình người khác này, xảy ra bởi vì là cái thùng đó, cái thùng chứa cảm xúc tình yêu nó đã trống rỗng không? If we could find a way to fill it, could the marriage be reborn? Nếu như chúng ta có thể tìm cách để đong đầy cái bình đó, cái bình cảm xúc tình yêu đó, thì liệu rằng cái cuộc hôn nhân đấy có được reborn, có được tái sinh không? Có được tái sinh trở lại không? With a full tank, would couples be able to create an emotional climate where it is possible to discuss differences and resolve conflicts? Vậy thì với cái a full tank, với cái bình mà bình cảm xúc, với cái bình tình yêu đong đầy, vậy thì liệu với một cái bình tình yêu, bình cảm xúc đấy đong đầy á, thì liệu rằng các cặp đôi có thể tạo ra một cái unemotional climate? Rồi, emotional climate, thì climate chúng ta hay biết được là nó có nghĩa là thời tiết đúng không? Vậy thì emotional climate trong trường hợp này thì climate sẽ dịch là hoàn cảnh mọi người nhé. Hoặc là môi trường hoặc là hoàn cảnh. À, ok, rồi. Vậy thì nếu như nhá, với một cái bình chứa cảm xúc đong đầy đấy, được đong đầy đấy, thì liệu rằng các cặp đôi có thể tạo ra một cái môi trường cảm xúc mà ở đó ấy, thì họ có thể thảo luận về những cái khác biệt giữa họ và giải quyết được những cái xung đột giữa họ hay không? Could that tank be the key that makes marriage work? Vậy thì cái bình chứa đấy, cái bình chứa tình yêu đấy có thể là key, là chìa khóa để khiến cho cái cuộc hôn nhân được hạnh phúc hay không? Those questions send me on a long journey. Ok, những cái câu hỏi phía trên này. À, những cái câu hỏi ở trên này đã khiến tôi phải mất cả một cái hành trình dài để tìm hiểu và để kết luận ra nó. Along the way, I discovered the simple yet powerful insights contained in this book. The journey has taken me not only through 30 years of marriage counseling, but into the heart and minds of hundreds of couples throughout America. From Seattle to Miami, couples have invited me into inner chamber of their marriages, and we have talked openly. The illustrations included in this book are cut from the fabric of real life. Only names and places are changed to protect the privacy of the individuals who have spoken so freely. Đúng rồi, elusive là khó nắm bắt ạ. À.
suốt cái quãng đường, suốt cái hành trình mà đi tìm, đi trả lời những câu hỏi đó. I discovered a simple yet powerful insights contained in this book. Tôi đã discover. Thưa các bạn, discovered có nghĩa là khám phá, những cái insights là những cái tư tưởng ha, những cái tư tưởng rất là đơn giản nhưng nó có đầy sức mạnh, chứa đầy sức mạnh mà nó có ở trong quyển sách này. The journey has taken me not only to 30 years of marriage counseling, but into the hearts and minds of hundreds of couples throughout America. Contained là chứa đựng, được chứa đựng ha, được chứa đựng ở trong trong cái quyển sách này. Echo, echo. Rồi, cái hành trình đi tìm những câu hỏi đấy đã đưa tôi qua cái việc cái hành trình đó ấy, đã đưa tôi không những là qua cái 30 năm làm marriage counseling, là làm tư vấn hôn nhân. Đó. But into the hearts and minds of hundreds of couples. Không những khiến cho tôi làm 30 năm cái công việc là tư vấn hôn nhân, mà còn đưa tôi đến với những cái trái tim gọi là tư tưởng, hoặc là những cái trái tim, hoặc là trí tuệ của hàng trăm cặp đôi trong nước Mỹ. From Seattle to Miami, couples have invited me into the inner chamber of their marriages, and we have talked openly. Từ bang Seattle đến Miami thì các cặp đôi đã mời tôi vào inner chamber. Inner là bên trong rồi mọi người ha. Vậy thì chamber có nghĩa là gì? Chamber có nghĩa là một cái phòng, mà phòng kín đấy mọi người. Phòng kín á. Ok. Vậy thì các cặp đôi đã mời tôi vào bên tận bên trong cái phòng. Cái phòng cái gì? Cái phòng mà chứa cái cuộc hôn nhân của họ. Phòng đấy là phòng mà chứa cuộc hôn nhân của họ, nơi mà chúng tôi đã nói chuyện rất là cởi mở, một cách cởi mở. The illustrations included in this book are cut from the fabric of real life. Illustration là cái gì mọi người nhỉ? Tớ quên mất rồi. Minh họa. Đúng rồi. Minh họa. Rồi, chính xác. Chính xác, chính xác. Illustrations là những cái minh họa, hoặc là những cái, có bạn dịch là ví dụ thì cũng đúng, cũng đúng trong trường hợp này ha. Những cái minh họa mà bao gồm trong quyển sách này là đây đây, cái có, tôi có một cái này khá là hay ha. The illustrations included in this book are cut from the fabric of real life. Thì đố các bạn nhá, the fabric of real life có nghĩa là gì? Này, fabric, cái này bình thường chúng ta nghe IELTS hoặc là chúng ta nghe, chúng ta nó nghĩa là gì? Nghĩa là vải đúng không ạ? Nghĩa là vải. Đúng rồi, nghĩa là vải. Nhưng mà the fabric of real life là vải hả? Không phải là vải nữa rồi. Chất liệu, mạnh ghép chất liệu thực của cuộc sống, chính xác.
Rồi, the fabric of real life có nghĩa là chất liệu, hoặc là mảnh ghép. Và nó còn có một cái nghĩa nữa, nó bằng với chữ part, là một cái phần. Phần, mọi người ạ. Đúng rồi. Những cái minh họa mà tôi bao gồm, tôi cho vào quyển sách này nhá, là được cắt từ từ một phần của cuộc sống đời thường đấy, của cuộc sống thực tế đấy, thực tiễn đấy. Only names and places are changed to protect the privacy of the individuals who have spoken so freely. À, chỉ có tên, chỉ có danh tính và nơi chốn là đã được thay đổi thôi, để bảo vệ cái quyền riêng tư của những cái cá nhân mà đã nói chuyện rất là cởi mở này. I am convinced that keeping the emotional love thankful is as important to a marriage as maintaining the proper oil level is to an automobile. Running your marriage on an empty love tank may cost you even more. Đâu rồi? Okay. Running your marriage on an empty love tank may cost you even more than trying to drive your car without oil. What you are about to read has the potential of saving thousands of marriages and can even enhance the emotional climate of a good marriage. Whatever the quality of the marriage now, it can always be better. Hay quá. Dạ được ạ. Chút nữa mình dịch xong, mình live xong, bạn có thể inbox giùm mình ha. Tôi bị thuyết phục rằng giữ cho cái bình cảm xúc tình yêu đong đầy thì nó quan trọng trong hôn nhân, quan trọng đối với hôn nhân nhá. Giống như việc chúng ta maintaining, duy trì proper oil level, là duy trì cái mức mà gọi là mức dầu, mức bình, mức xăng ở trong bình ấy, đối với xe vậy đó, đối với xe của chúng ta vậy đó. Mình dịch lại cái này nhá. Tôi bị thuyết phục rằng giữ cho cái bình cảm xúc đó, cái bình tình yêu đó đong đầy thì quan trọng trong, rất là quan trọng trong hôn nhân. Nó quan trọng giống như cái việc mà duy trì cho cái vạch xăng của chúng ta đầy á mọi người, khi mà chúng ta đi xe á. Proper là thích hợp cũng được. Running your marriage on an empty love tank may cost you even more than trying to drive your car without oil. Giáo viên kiểu gì còn không biết dịch vậy hả? Oil là nhiên liệu, giáo viên kiểu gì còn không biết dịch? Trời, giáo viên kiểu gì không biết dịch trời. Dạ, bạn inbox mình nhá. Rồi, ok. Việc mà running á thì trong dịch mãi không được một câu là sao ạ? Nghĩ mãi không ra một từ. Bạn đang nói bạn hay bạn đang nói mình nhỉ? Nếu đã dạy tiếng Anh thì phải biết chứ. Muốn cười không? Dịch lại đoạn đó giùm em. Đoạn nào? Ừ.
tự nhiên không, mình thấy buồn cười. Ok, dịch lại đoạn này ha. Tôi bị thuyết phục rằng ha, tôi bị thuyết phục rằng giữ cho cái emotional love tank, là giữ cho cái bình chứa cảm xúc tình yêu đong đầy, thì nó quan trọng như cái quan trọng đối với hôn nhân. Important to, à, đối với hôn nhân mọi người nhá. Cái quan trọng đối với hôn nhân, quan trọng giống như cái việc mà mình duy trì cho cái bình xăng của mình á đầy, hoặc là bình xăng của mình một cái level xăng ấy, một cái bình xăng của mình thích hợp khi mà mình đi xe nhá. Running your marriage, các bạn ơi, các bạn hay hay gặp một cái từ run your business có nghĩa là mình điều hành một cái từ từ mình lúc này dịch thiếu hẳn nghĩa của từ proper, dạng mà không tập trung. Không, từ proper là từ phù hợp, mình biết mà, mình biết từ proper là phù hợp mà. Sao nhỉ? Từ proper là mình biết là từ phù hợp mà, nhưng mà hồi nãy mình dịch là đầy, mình không dịch proper là từ phù hợp. Dạ đúng rồi. Dạng mà không tập trung. Dạ mình dịch, mình biết proper là phù hợp mà, thích hợp mà. Nhưng mà hồi nãy mình dịch là đầy á. À không, cái từ này là đầy bạn ơi. À, hồi nãy là tớ dịch cái đoạn này, cái từ này á. Nhưng mà mọi người ơi, chúng ta dịch sách các mọi người, hoặc là dịch một cái đoạn gì đó ha, khi mà cần phải feel và khi mà cần phải làm cho nó, cái ý của nó trọn vẹn ấy, thì chúng ta không thể dịch word by word được. Mình biết cái từ proper là ấy mà, nhưng mà cái hồi nãy giờ là mình không tập trung á, là mình không biết dịch từ level như này như nào cho nó đúng mọi người này. Đấy là thú thật nhá, thú thật với mọi người là từ nãy giờ từ level này mình không biết dịch là cái gì của xăng, mình dịch là cái bình xăng. Ok, duy trì cho cái bình xăng nó đầy thì mình hình như là mình dịch thế, mình dịch là duy trì, cũng giống như cái duy trì bình xăng đầy khi mà chạy xe đó, thì mình dịch như thế. Chúng ta dịch làm sao mà dịch là duy trì một cái lượng dầu hoặc là một lượng xăng thích hợp. Đó là techniques của biên phiên dịch mọi người. Ok không? Đó là cái kỹ thuật của biên phiên dịch. Đúng không? Chúng ta không thể dịch. Chúng ta mình rất là cười cái bạn đấy vào 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 ấy. À không, nếu như thế thì cái không không phải là cái techniques của một phiên của biên phiên dịch bạn ạ. À. Hoặc là một cái bình xăng vừa phải hoặc bình xăng gì đó. Tiếp coi, từ từ bình tĩnh nào. Rồi ok, mình dịch tiếp nha. Không, mình còn rốt mà mọi người, không sao hết. Nhưng mà mình chỉ thấy buồn cười thôi. Nhưng mà mọi người ơi, có một số cái technique dịch mọi người ạ. Nên là tớ phải dịch thế ha. Rồi tiếp nào. Running your marriage on an empty love tank may cost you even more than trying to drive your car without oil. Cái việc nhá mà tiếp tục cuộc hôn nhân của bạn với một cái bình tình yêu trống rỗng á, thì có thể khiến cho bạn trả giá, cost you. À, khiến cho bạn trả giá
thậm chí là còn hơn cái việc mà bạn cứ cố chạy xe, cứ cố lái xe mà không có xăng vậy đấy. Nhá. Vậy thì chữ cost you này, cost là tính giá ha. Vậy thì bạn nếu như bạn dịch word by word thì bạn sẽ không dịch ra được mọi người ha. À, vậy thì sẽ khiến bạn trả giá, tớ sẽ dịch là như vậy ha. Even even là thậm chí, even more là thậm chí hơn, thậm chí là hơn. À, em biết nghĩa của từng từ nhưng dịch kém quá cô ơi. Dạ không sao ạ. Mình còn 2%. Rồi rồi, cố lên cố lên. Đó, vậy thì cái việc mà duy trì, running có nghĩa là điều hành ha, nhưng mà chúng ta sẽ dịch là duy trì cái cuộc hôn nhân. Duy trì cái cuộc hôn nhân của bạn với một cái bình chứa tình yêu trống rỗng, nó có thể nha, may là có thể ha, khiến cho bạn trả giá thậm chí là còn hơn cái việc mà bạn cố lái xe mà không có xăng đấy. Rồi, tiếp tục. What you are about to read has the potential of saving thousands of marriages and can even enhance the emotional climate of a good marriage. Những gì mà bạn sắp đọc sau đây ha, những gì mà bạn sắp đọc sau đây thì sẽ có the potential. Potential là cái gì? Là tiềm năng. Là tiềm năng, là cái gì nữa, là triển vọng mọi người nhé. Potential là tiềm năng này, mình có thể dịch là bằng từ chữ prospect là triển vọng ha. Lái xe đổ dầu hả? À vậy hả? Mình tưởng là mỗi lái mình không biết mấy cái đó ha. Mọi người sẽ thông cảm cho những cái giới hạn về mặt hiểu biết của mình ha. Mình chưa đi xe ô tô, mình chưa chưa có xe ô tô nên mình không biết xe ô tô là lái bằng dầu hay xăng cả. Rồi. Những điều mà bạn sắp đọc dưới đây thì sẽ là cái potential ha. Là tiềm năng hoặc là một cái triển vọng, triển vọng cái gì? Triển vọng sẽ cứu. Sẽ cứu thousands of marriages, sẽ cứu hàng ngàn cái cuộc hôn nhân, và có thể thậm chí là enhance là củng cố ha, thậm chí có thể củng cố cái emotional climate. Emotional climate có nghĩa là cái môi trường cảm xúc ấy, và thậm chí còn còn củng cố cái môi trường cảm xúc của một cái cuộc hôn nhân tốt đẹp đấy. Enhance là củng cố ha. Rồi potential có nghĩa là tiềm năng, và potential cũng có nghĩa là triển vọng. Rồi. Whatever the quality of your marriage now, it can always be better. Dù cho cái chất lượng của cuộc hôn nhân của bạn bây giờ có như thế nào, có như thế nào thì nó cũng có thể là luôn luôn tốt lên được ha. Warning: Understanding the five love languages and learning to speak the primary love language of your spouse may radically affect his or her behavior. People behave differently when their emotional love tanks are full. Whatever là dù cho là gì? Dù cho là cái quality là cái chất lượng ha. Không phải dù sao, không phải dù sao bạn ạ, không phải dù sao nhé, không phải dù sao. Dù cho là whatever thì dù cho là cái gì, hoặc là ấy, nhưng mà trong trường hợp này mình sẽ dịch là dù cho là cái chất lượng của cuộc hôn nhân của bạn là như thế nào. Whatever có nghĩa là sao cũng được. Whatever là sao cũng được. Rồi, a warning là cái cảnh báo với mọi người này.
Hiểu được understanding the five love languages and learning to speak the primary love language of your spouse may radically affect his or her behavior. Đợi. Cái việc hiểu năm ngôn ngữ tình yêu và học cái cách mà nói cái ngôn ngữ tình yêu quan trọng nhất hay là ngôn ngữ tình yêu đầu tiên của người phối ngẫu đối với bạn ấy thì có thể affect là có tác động đúng không? Chúng ta có thêm một từ nữa mọi người ạ. Chúng ta có thêm radically có nghĩa là hoàn toàn hoặc là triệt để đó. Thì hiểu được cái ngôn ngữ tình yêu đầu tiên của cái người bạn đời của bạn có thể tác động hoàn toàn vào cái hành vi của anh ấy hoặc là cô ấy nhá. People behave differently when their emotional love tanks are full. Con người ta sẽ behave sẽ cư xử. Chúng ta có từ misbehave đúng không ạ? Hôm bữa misbehave có nghĩa là cái cư xử mà sai, cư xử sai ấy. Còn đối với học sinh á thì chúng ta có misbehave có nghĩa là phạm lỗi ha, phạm lỗi trong lớp học thôi. Kiểu đấy. Vậy thì nếu như con người ta sẽ hành xử thật sự là khác biệt khi mà những cái emotional love tanks là khi mà bình chứa cảm xúc tình yêu của họ được đong đầy ấy. Đó thì họ sẽ kiểu cư xử hoặc là họ sẽ hành xử thật sự là khác so với những gì mà họ đang làm đấy. Gì ta? Trời, tự nhiên có một bạn mình để mình ấy xong mình xem cái mình vào xem cái cô cho em xin tài liệu này ở đâu vậy ạ? Bạn ơi, bạn có thể lên mạng ấy, đầy ấy bạn ạ, lên mạng tra là The Five Love Languages là năm ngôn ngữ tình yêu. Mọi người, khi mà mọi người vào đây chửi mình á, tự nhiên mình không có đánh máy trước để dịch đâu. Mình có tra một số từ trước nếu mình không hiểu, mình tra từ trước. Nhưng mà dịch của mọi người đây á là dịch khi mà đầu mình tập trung và nó fresh nhất có thể. Đó. Và cái mình ok với việc là góp ý nhưng mình không ok với việc vào đây ăn nói kiểu như thế. Mọi người ạ. Là mình làm giáo dục. Mình làm giáo dục, mình không có mình sẽ không có ăn nói bỗ bã và các kiểu với bạn. Nhưng mà mình tự nhiên góp ý thì được. Trời ơi, mình rốt mà cả một biển kiến thức mênh mông. Mình là người tôn trọng kiến thức và cả một biển kiến thức mênh mông vậy mình còn rốt lắm. Nhưng mà tự nhiên bạn ấy chửi mình sẵn một cái đấy. Mình và đầu mình lúc đấy là sẽ không có fresh được để mà dịch đoạn tiếp theo nữa. Cho nên các bạn có thể thấy là sau đó mình không tập trung được ấy mọi người. Muốn dịch mà live các kiểu. Đó chính là lý do tại sao mà khi mà tớ ngồi ở trong phòng để phiên dịch với của cho các đối tác hoặc là các người phiên dịch dịch cabin ấy, họ đeo tai nghe và trong cái phòng của họ rất là refresh các kiểu. Nhạc to quá. Xin lỗi, nhạc thấp xuống. tự nhiên tim mình bị hẫng một đi một cái mọi người. Ok, em vừa sạc vừa coi. Ok là dạ vâng. Tụt mút. Tim mình bị hẫng đi một nhịp ấy. Ok, rồi, tiếp nha. Before we examine the five love languages, however... có một điều nữa nhá. Làm giáo viên không dịch được sách đâu mọi người. Một điều nữa mình khẳng định ha. Làm giáo viên muốn dịch sách hoặc là dịch kiểu ấy, mình không nói là 100% không làm được ha. Sẽ có những người thật sự làm được. Nhưng mà muốn dịch sách các mọi người, làm giáo viên chưa chắc đã dịch được đâu. Mình nói thật đấy.
sắp xếp ngôn từ các kiểu nữa. Rồi, ok. Before we examine the five love languages, however, we must address one other important but confusing phenomenon, the erotic experience of falling in love. Okay. Nhưng mà trước khi chúng ta làm sao? Trước khi chúng ta kiểm tra ha, trước khi chúng ta đến với năm cái ngôn ngữ tình yêu đó ấy, thì chúng ta sẽ phải address. Mọi người, address bình thường mọi người nghĩ nó sẽ là gì? Mọi người biết á thì nó có nghĩa là địa chỉ đúng không? Address ở đây có nghĩa là giải quyết một cái vấn đề gì đó. Address là giải quyết, chính xác, address là giải quyết một vấn đề gì đó. Vậy thì trước khi chúng ta đến với năm ngôn ngữ tình yêu nhá, thì chúng ta phải giải quyết một cái hiện tượng quan trọng nhưng mà vẫn gây nhiều tranh cãi, hoặc là một cái hiện tượng quan trọng nhưng mà vẫn gây nhiều cái sự rối rắm, đó là erotic experience. Mọi người, cái từ này mọi người có thấy là nghe quen không? Mọi người có biết cái bài Euphoria của Euphoria? Nếu như ai là fan của BTS sẽ biết được. Rồi, vậy thì euphoric có nghĩa là cực kỳ hạnh phúc, extremely happy. Ok. Đó, vậy thì trước khi chúng ta đến với năm ngôn ngữ tình yêu thì chúng ta phải giải quyết một cái hiện tượng khá là quan trọng nhưng mà cũng gây ra nhiều cái sự rối rắm cho người đọc, đó là cái hiện tượng gì? Đó là cái trải kinh nghiệm cực kỳ hạnh phúc hoặc là cực kỳ hứng khởi của việc mà falling in love. Có nghĩa là của việc rơi vào lưới tình của ai đó. Đúng rồi. Lâng lâng. Trời, mọi người giỏi thế. Đó. Vậy thì falling in love có phải là love chưa? Nếu như bạn nào có xem mình dịch cái quyển Being in Love ấy, thì chưa nha. Ok. Chúng ta phải hiểu, phải giải quyết được cái vấn đề là một cái trải nghiệm khiến lâng lâng của cái việc mà rơi vào lưới tình, mọi người nhé. Rơi vào ái tình cũng đẹp, rơi vào lưới tình cũng đẹp. Đó. Vậy thì chapter 3 rơi vào lưới tình nó sẽ như thế nào? Thì hôm nay mình kết thúc tại đây nha mọi người. Vậy rồi cơ ơi, rơi vào lưới tình hả? Mọi người ơi, tớ bảo nè, mọi người hãy tớ nói thật đấy, tớ không có đánh máy các kiểu đâu. Này, cho mọi người nhìn đó. Đó, cái của tớ chỉ là thế thôi. Bật nhạc cho ấy thôi chứ không có chuyện mà đánh máy trước, không có thời gian thật. Tôi soạn giáo trình, tôi dạy trên trường các kiểu, dạy rất là nhiều, tôi không ấy đấy. Nên là mình cần một cái đầu thật sự là tỉnh và yeah, được refresh để dịch mọi người nhá. Dạy ở đâu thế ạ? À, cô dạy ở trường và ở nhà nữa. Ok, vậy hẹn mọi người vào ngày mai nha. Dù gì thì cũng chỉ có một cái viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng vậy thôi, chứ cũng không có gì to lớn cả nhỉ. Mình sẽ trở lại vào ngày mai nhá. Như mình thường nói, mình rất là biết ơn mọi người luôn. Mọi người vào xem tớ livestream đến bây giờ mà vẫn còn tận 240 mấy người nè. Cô là Nhung Tina. Không được tiếp đi.
Thôi mai, mai nhá, 10 giờ, 10 giờ ngày mai ha. 10 giờ ngày mai cô sẽ vào đúng giờ ha. Lấy cây viết ra cô ơi. À ok. Thế mọi người chụp cái này đi, mọi người dịch dịch cái này đi, mọi người dịch trang đầu nè. Cho em xin thông tin với cô dạy ở đâu thế ạ? À? Cô dạy ở Đà Nẵng nha. Em vừa mới vào xe luôn á hả? Ngày mai nha, cái chương này là chương mới. Mọi người có biết không, cái chương cũ này nè là một cái chương có rất là nhiều từ mới và rất là nhiều idioms. À, nhiều idiom thì không đúng, nhưng mà nhiều từ mới, nó khá là hay. Đó, cho nên tớ phải ngồi tớ giải thích từng từng cái cho mọi người, từng chữ cho mọi người các kiểu đây. Đấy. Đó. Hoặc là các đấy tớ phải đấy, cho nên là nó sẽ hơi chậm một chút xíu ha. Cho em xin PDF. Dạ bạn cứ bạn bạn cứ inbox vào trong TikTok của mình á, mình gửi cho ạ. Không bé đấy, con bé 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 2K mấy đấy, trời ơi con nhà ai mà dễ thương quá nhỉ. Cô dạy giao tiếp, cô dạy IELTS ạ. À? Cô dạy IELTS từ 0 đến 5 chấm ạ. À? Ok. Nè, mai nha. Sạc bạn bạn bé gì gì câm mồm cấm phản hồi này. Này, cô bảo này. Đổi đổi cái nick đi nha. Đổi cái nick đi vào mai vào khoe với cô nha. Mai 10 giờ đấy, sạc đi rồi mai 10 giờ vào cô dịch tiếp nha. Rồi ok. Cô dạy một lớp bao nhiêu bạn? Dạ cô dạy một lớp 8 bạn thôi. À, cô dạy ở Đà Nẵng, cô dạy một lớp online 8 bạn và một lớp ấy 8 bạn, một lớp offline 8 bạn. Thì online cô sẽ khai giảng vào ngày 23 này từ 0 đến 5 chấm ha. Hẹn bạn ngày mai nhá. Một lớp chỉ có 8 bạn thôi mọi người. Và hình như mình marketing bây giờ mình mới marketing ấy, cho nên là cũng chưa chưa có, hình như có một hai bạn đăng ký thôi ạ. Dạy trong vòng bao lâu vậy cô? IELTS từ 0 đến 5 chấm. Tớ dạy, cô dạy trong vòng 8 tháng. Sau đó, tớ sẽ nếu các bạn đi thi luôn thì cô sẽ ôn cho các bạn 2 tuần miễn phí. Không lấy tiền. Miễn phí nha. Đâu đâu rồi. Empty là trống rỗng. Empty. Đúng rồi, empty là trống rỗng. Đó, mọi người nha. Ngày mai, đây, các bạn có bạn nào muốn chụp thì chụp cái này về dịch này. Cô ở đâu, ôn ở đâu cô ơi? Thì nếu như bạn ở xa cô thì cô sẽ ôn qua video gọi cô. Video call, còn bạn ở Đà Nẵng thì đến nhà cô học. Đăng ký online như thế nào ạ? À? Trong đó có một cái đường link rồi đấy. Sách bao nhiêu trang vậy ạ? À? Dạ, đợi tí. Rồi. Sách tầm 200 270 trang. 270 trang. Dạ vâng. Học phí sao ạ? Cô bạn click vào link TikTok á, đều có học phí cả đấy rồi nhá. Học phí có cả đấy rồi. À, lần đầu xem live cô hẹn gặp. Dạ vâng ạ, à, hẹn gặp bạn vào ngày mai nhá. Mẫn mẫn. Em ngủ đây, ok. Ngủ đây, ngủ nha. Mai đổi đổi cái link à, đổi cái tên của TikTok mình nha. Rồi vào đây khoe cô nè.
Cô ơi, một khóa online là bao nhiêu vậy cô? Em học trong 8 tháng. Em học trong 8 tháng. Còn học phí thì em nhấn vào link trong bio của cô nhá. Học trong vòng 8 tháng. Nếu có ai nói với em là từ 0 đến 5 chấm mà trong vòng 5 tháng thì họ lừa đấy nhỉ. Mất gốc học khóa nào à cô? Thì học, bạn muốn học cái gì? Nếu muốn học giao tiếp á thì hiện tại cô chưa có ha. Hiện tại cô đang để lịch kín, lịch dày rồi các kiểu ấy, chưa có. Còn học IELTS từ 0 đến 5 chấm thì mình dạy được, cô dạy được. Cô đang soạn giáo trình các kiểu. Nếu mà học khóa IELTS thì từ 0 có nghĩa là từ không biết gì luôn á, mình dạy lên 5 chấm trong vòng 8 tháng. À, không, nếu mà không được thì mình dạy tiếp. Có nghĩa là 8 tháng mà không có dạy tử tế á, thì mình trả lại tiền cho bạn. Ừ. Sao em không thấy được cô ấy? Ủa? Ủa? Nó vào được mà em. TikTok của cô có link vào đàng hoàng mà. Cô có làm link mà. Em TOEIC 710, em muốn học IELTS được không ạ? Được ạ. Em cần tài liệu tự học. Bạn đang ở trình, bạn đang ở bên nào nhỉ? Nếu bạn ở bên nào thì mình mới nói được tài liệu tự học được. Cô có làm lớp giao tiếp không? Dạ, bây giờ thì không ạ. Giờ học sao cô? Em muốn học cái gì em ạ? À? Em TOEIC 710. Trần Lâm Thành. Để cải thiện giao tiếp. Để cải thiện giao tiếp hả? Em hãy ném em vào một cái môi trường nói tiếng Anh. Hoặc là em về á, em tự nói ở trong gương. Đó là cách em cải thiện giao tiếp. Em TOEIC mà tự ti giao tiếp quá cô ơi. Tại vì là em không nói nhiều đấy mà. Em không có tạo môi trường nói ấy. Kiểu thế, em đi nói nhiều đừng ngại nói ha. Đừng ngại cái việc mà mình nói sai. Sai thì sửa, chửa thì đẻ, không sao hết. Đấy, các bạn phải nói. Phải kiểu thể hiện ra. Đấy, bố mẹ không sợ gì đấy. Các kiểu đó. Cô dạy từ cảnh giới chưa biết gì nha. Em nhắn em các bạn ơi, kiểu kiểu này nhá, là các bạn ngại giao tiếp đúng không, các kiểu đúng không, bởi vì là các bạn nghĩ là trình độ của mình chưa có giỏi, hoặc là mình bị cái gì đó rồi mình tự ti các kiểu ha. Đừng có tự ti mọi người ạ. Cái câu này á, cái câu đừng có tự tin mọi người ạ, là một cái câu ấy, nó gọi là nó vô tri nhất mình. Mình thấy đây là một câu nó vô tri nhất. Ừ, nhưng mà mình sẽ giải thích tại sao mình lại nói câu đấy. Có nghĩa là cái sự tự tin của mọi người á, nó sẽ không có tăng lên theo thời gian đầu, mà nó sẽ tăng lên bằng trải nghiệm. Có nghĩa là em đi nói nhiều, em sai nhiều, em bị cười nhiều mà em không có sợ bị cười, em không có sợ xấu hổ. Đó, thì cứ em cứ trải nghiệm dần dần thì càng ngày em sẽ có càng thêm nhiều cái sự tự tin nữa. Đó, thì sự tự tin ấy nó chỉ tăng lên nhờ trải nghiệm, nó không tăng lên nhờ thời gian. Cô hả? Cô có bằng IELTS mấy chấm vậy cô? Dạ 6.5. Thấp lắm. Vừa rồi thi không được. Cô ơi, gặp ai để tập nói được ạ? Em lên HelloTalk này, lên nếu như online thì lên HelloTalk này, lên Tùm Lum Tá Là tên, lên các app mà nói chuyện tiếng Anh với người nước ngoài đấy em ạ. À. Còn nếu offline thì trong trường đại học của em, hoặc là trong quận của em, hoặc trong chỗ em ở ấy, cái có cái câu lạc bộ nào để em tham gia không, thì em vào đấy, em đặt mình vào cái môi trường đấy thì lập tức em sẽ lập tức em sẽ được nói thôi, em sẽ nói được thôi.
tự ti và khiêm tốn còn khác nhau nữa. Tự ti và khiêm tốn khác nhau nữa. Tại sao lại bắt người ta khiêm tốn nhỉ? Mình không nghĩ là bắt người ta khiêm tốn. Mình thích cả, mình thích và mình học được cả người khiêm tốn lẫn không khiêm tốn. Người khiêm tốn người ta sẽ có một cái đức tính này, và người khiêm tốn, người không khiêm tốn người ta lại có những cái đức tính này. Do hết mình trân trọng cả hai kiểu người đấy. Nhưng đừng tự ti ha. Tự ti là vì em không có trải nghiệm. Còn nếu em có trải nghiệm rồi thì em sẽ tích lũy được, em sẽ không tự ti nữa. Ok, mọi người ơi, 11 rưỡi rồi, mình đi đắp mặt nạ đây. Mình đi đắp mặt nạ, mình đi ngủ đây. Vậy là cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hẹn mọi người vào ngày mai ha. Bye bye, mọi người ngủ ngon ạ.